Chuyện thứ hai liên quan đến chuyến đi thăm Việt Nam chỉ hơn trong vòng 6 tháng sau cái chuyến tháng 2 vừa rồi của đặc sứ Mỹ John Kerry. Nhưng quý vị biết là ông mới quay trở lại Việt Nam. Thì khi được hỏi, khi được truyền thông Việt Nam hỏi cái câu hỏi là liệu có hay không chuyến đi của Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam trong năm nay như cái cách mà Việt Nam đang công khai vận động chuyện này trong những thời gian gần đây đó, thì ông Kerry đã nói gì? Xin mời anh. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Vâng, thưa anh, trong những ngày này phải nói là đầu tiên phải nói là nhiều giới chức Mỹ, tôi dùng cái từ là xếp hàng đi vào Việt Nam. Đó. Và cái đề tài mà tôi chú ý nhất vẫn là cái chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden nếu có thể xảy ra. Và ngày hôm qua, trong lúc mà Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông John Kerry thì có được báo giới trích lời. Ông John Kerry có nói rằng là Tổng thống Jordan rất muốn thăm Việt Nam, nhưng ông đang rất bận với nhiều vấn đề, đặc biệt vấn đề Ukraine và quan hệ căng thẳng với Trung Quốc, nên chưa thể sắp xếp được. Đó là cái lời ông John Kerry nói. Bởi vì chúng ta biết là tháng 5 vừa rồi, khi ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Mỹ có gặp ông John Kerry và có gặp cả Tổng thống Biden và cũng đã chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc mời ông Biden sang. Và trên chương trình này tôi với anh cũng đã nói nhiều lần rồi. Vào hồi tháng 6 vừa rồi khi bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ đến Việt Nam và đã được Thứ trưởng Hà Kim Ngọc vận động thẳng thừng, và toàn bộ hệ thống truyền thông Việt Nam đã nói là Việt Nam mong và nhờ yêu cầu bà Wendy Sherman về vận động để trong năm nay ông Biden đi thăm Việt Nam. Và hôm trước tôi có nói chuyện với anh cũng trên chương trình này là trong tháng 11 tới đây sẽ có ba hội nghị lớn ở tại Đông Nam Á, và chắc chắn ông Biden sẽ đi dự một trong ba hội nghị đó. Và nếu ông muốn đi thì chỉ cần ghé một cái thôi rất là dễ dàng, là bởi vì giữa ba hội nghị đó đều có 2 ngày trống đó. Bây giờ ông John Kerry đến, tại sao nói như vậy? À, mà nó có những vấn đề sau đây. Vâng, nhưng mà trước Thứ đó nhất, tôi muốn hỏi anh nhìn gì từ cái câu trả lời này của ông, cái cách ông trả lời. cái cách ông trả lời nó có, ta có thể diễn giải nhiều thứ lắm, nó có nhiều ẩn ý trong đó. Thứ nhất là ông cho thấy là có cái sự mong muốn đi thăm Việt Nam, rất mong đi thăm Việt Nam, rất muốn đi thăm Việt Nam, cho thấy là Mỹ coi trọng Việt Nam như thế nào, thấy chưa? Nhưng mà trong đó thòng ở câu là ông rất bận trong các vấn đề Trung Quốc và Ukraine, là chúng ta biết ngay là hai cái vấn đề đang nóng hổi nhất trên thế giới hiện nay mà đều ít nhiều có dính với Việt Nam trong đó. Và cái điểm thứ ba trong đó ông John Kerry bảo là chưa sắp xếp được, thì cái chưa sắp xếp được có thể hiểu là các bò ngỏ. Và tôi nói thẳng luôn, tức là giữa Việt Nam và Mỹ, tức là không chuyện gì không thể làm được, nó còn một số khúc mắc nào đó mà chúng ta chỉ biết mà hai bên chưa đạt được cái thỏa thuận, hoặc là chưa gút được, chưa chốt được, nói từ trong nước là chưa chốt được, anh thấy chưa? Thì có gì đâu. Anh để ý ông John Kerry và tất cả các giới chức của Mỹ lâu nay đi Việt Nam đều nhắc cái chuyện là gì? Nâng tầm quan hệ lên chiến lược. Kỳ này ông John Kerry không nói chỉ chiến lược mà ông nói là tiếp tục gia tăng phát triển cái đối tác toàn diện với Việt Nam. Anh thấy chưa? Bây giờ tôi hỏi anh, ông Biden đi Việt Nam không lẽ đi chơi khơi khơi, phải có cái gì đặc biệt? Nếu Việt Nam Mỹ lên tầm chiến lược, hoặc nếu ít nhất đó, tôi nói ví dụ gọi là gì, đặt viên đá đầu tiên cho tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội ngay chỗ cái hồ mà ở chỗ quận Cầu Giấy, ít ra là có đó, chứ không thể nào mà đi khơi khơi qua mà không có gì, anh thấy chưa? Thì chúng ta không biết là giữa Mỹ Việt Nam lấn cấn chuyện gì, chúng ta chỉ biết, nhưng mà điều đó không có nghĩa là không thực hiện được. Cái câu của ông John Kerry là nó có bỏ ngỏ trong đó, nhiều khả năng là nó bỏ ngỏ. Vâng. Tức là trong những ngày tới, từ giờ đến tháng 11, nếu giữa Mỹ và Việt Nam mà xích lại gần với nhau, đạt được một số thỏa thuận nào đó, chốt được cái chuyện gì đó, thì chuyện ông Biden đi Việt Nam là có thể là. Còn nếu không chốt được thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Và coi như cái vế thứ hai mà ông John Kerry đưa ra là coi như đã có cái cớ, là tức là nếu mà nay mai không đi thì không có buồn, bởi vì chúng tôi đang bận rộn vấn đề Ukraine và vấn đề Trung Quốc, Vâng. đúng không? Tức là giống như anh mời tôi vào nhà anh, tha thiết là tôi muốn qua lắm, nhưng mà tôi đang mắc kẹt, tối nay phải ăn tối,
nhưng mà tôi chưa sắp xếp được. Mà tôi nói vậy đó, nếu mà anh có thể nói là ô, tối nay dân tối đó, tối nay nhà tôi cái là có là gọi là gì, tôm hùm nghĩa là còn ngon hơn nữa, đại khái vậy, thì tôi có thể bỏ cái bữa tối nay đi ăn ví dụ là ăn cua chẳng hạn, hay là ăn cá chẳng hạn, tôi bỏ đi qua tâm tôm hùm nhà anh. Ví dụ vậy đó, đó. Nghĩa là ta có thể hiểu, nghĩa là có thể hiểu đơn giản đại khái như thế. Nhưng mà anh có để ý không? Nó có thêm cái chuyện này nữa, là kỳ này ông John Kerry đi, trong thời điểm ông đi là có hai giới chức cao cấp nước của Mỹ cũng đến Việt Nam. Vâng, xin mời anh. Thứ nhất trên màn hình là bà Bonnie Jenkins, là phụ tá ngoại trưởng đặc trách về vũ khí. Bà đi ba quốc gia, thấy không? Ở Đông Nam Á, và bà cũng ghé Việt Nam cũng khoảng giữa tuần này. Và trong vài ngày tới có thêm cả một ông phụ tá bộ trưởng quốc phòng đặc trách về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đó là ông Eli Ratner. Khán giả đang thấy trên màn hình. Và cả hai người này đều vị đến CIS. Ông cũng sẽ đến Việt Nam sau khi đến Ấn Độ. Đó là cái thông báo mà của bên Bộ Quốc phòng cho biết, cũng như Bộ Ngoại giao cho biết. Đó. Thì bây giờ anh thấy đó, một bên về vũ khí, một bên là về quốc phòng. Quốc phòng thì theo tôi biết là đi cũng chỉ thường niên thôi, mà trước khi ông John Kerry và hai người này đến, thì vào tầm độ cách đây vài ngày, nếu tôi nhớ không lầm, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cũng sang bên Mỹ ở hội đàm thường niên về vấn đề châu Á Thái Bình Dương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hai ngày, anh thấy không? Tức là liên tục qua lại là bốn người, thì cho thấy rằng là gì? Qua cái lời của John Kerry, cái chuyện ông Biden đi Việt Nam là điều khó, nhưng không phải là không có, anh thấy không? Anh nhìn thấy coi, mặc dù á cái ông Nguyễn Minh Vũ đi sang Mỹ nó chỉ là thường niên, hay là ông tiến sĩ Eli Ratner đi sang Việt Nam là thường niên, nhưng cái chuyện ông John Kerry và bà Jenny đi, bà Jenkins đi, nó không phải là thường niên, anh thấy chưa? Nhưng mà nói chung là có bốn chuyến qua lại, thì rõ ràng cho thấy giống hôm nọ tôi với anh dự đoán là sau cái vụ Đài Loan thì là hoạt động ngoại giao Mỹ nó sẽ trở nên rầm rộ trở lại. Thì thưa anh, dự đoán của tôi đó là qua câu nói của ông John Kerry, tức là có khúc mắc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Vâng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có lối ra. Tức là ông Joe Biden vẫn có thể đi thăm Việt Nam nếu hai bên chốt được một số vấn đề. Bởi vì qua cái chuyện là hai bên qua lại nhiều giới chức cao cấp như vậy, nó cho thấy là hoạt động ngoại giao của hai bên nó đang tăng cường, và họ đang tìm cách có thể là làm giải quyết những khác biệt mà hai bên giờ vẫn còn chưa đạt được đó. Bởi vì nó liên quan nhiều nước trong đây lắm và nhiều vấn đề lắm. Rồi anh biết đó, là ngày hôm kia nó có cái chuyện nữa là ông tổng thống, tân tổng thống của Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr., ông đi công du nước ngoài đầu tiên, ông chọn đi Indonesia và Singapore, không đi Việt Nam. Và ngày hôm qua thì ông đại sứ của Philippines ở Mỹ, là người bà con với ông Bongbong, tức là ông tổng thống của Philippines, đã lần đầu tiên bắn tiếng bảo rằng trong vấn đề Đài Loan, nếu căng thẳng, tàu Mỹ có thể ghé Philippines với một điều kiện là chuyện đó có lợi cho khu vực và không có hại cho Philippines. Thì đây là lần đầu tiên kể từ sau coi như là 6-7 năm dưới thời cái ông mà Duterte, coi như lúc đó căng thẳng quan hệ Mỹ-Philippines, và bây giờ ông Bongbong cũng lên bắt đầu bật đèn xanh, Mỹ, tàu Mỹ có thể vào Philippines. Đó. Mà anh biết đó, là trước đây hàng không mẫu hạm Ronald Reagan cũng đã vào Philippines rồi. Thì cái này nó làm tôi nhớ đến cái chuyện là gì? Anh nhớ hôm trước tôi anh nói nhiều lần, tháng 5 đáng lẽ là hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln vào Đà Nẵng, không, chuyện đã không thành. Rồi đến giữa tháng 7 và cuối tháng 7 chúng ta cũng đã nói là nhiều cái tin, ít nhất của đài AP tiếng Mỹ và đài VOA tiếng Việt cũng đã có những nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết là nhiều khả năng cái hàng không mẫu hạm Ronald Reagan cũng ghé Đà Nẵng, nhưng cuối cùng hai chuyện đã không thành. Đó. Thì chúng ta thấy là tôi với anh đã phân tích nhiều rồi, là vấn đề Đài Loan, vấn đề Trung Quốc, Việt Nam ngại cái chuyện đó. Nhưng bây giờ chuyện đã xong rồi thì tôi không biết là trong những ngày tới như thế nào. Nhưng cái yếu tố Philippines tôi để ý nó quan trọng, là như tôi với anh đã từng nói trước đây, Mỹ vẫn thích Đà Nẵng, thậm chí cả Cam Ranh luôn. Hôm trước tôi nói với anh, Cam Ranh cũng đóng vai trò rất quan trọng. Trong tương lai nếu có chuyện căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, và điều đó có thể xảy ra. Anh biết hôm trước ta có nói cái chuyện là Mỹ đã duyệt, bây giờ chờ Quốc hội chuẩn thuận là bán cho Đài Loan 1 tỷ đô la vũ khí, anh nhớ không?
Vâng. Và Mỹ bây giờ là đang xoay trục về hẳn về châu Á. Thì cái chuyện Mỹ và Trung Quốc trong tương lai có thể có tranh chấp và có đụng độ liên quan Đài Loan là điều có thể xảy ra, mặc dù hai bên đang kiềm chế. Nhưng khi điều đó xảy ra thì tàu của Mỹ rất cần những cái nơi để mà tấp vô, để mà sửa chữa, để mà lo hậu cần, cung cấp thực phẩm. Hiện nay nếu anh nhìn đó, thì hàng không mẫu hạm Ronald Reagan và hầu hết các cái chiến hạm của Mỹ đều có bến nhà là ở Nhật. Mà ở Nhật đi nó sang. Và điểm thứ hai nữa có thể là bên Nhật nó khác. Là nếu có chiến tranh xảy ra hoặc có xung đột xảy ra, dân Nhật họ có thể biểu tình và phản đối. Họ không muốn cho tàu Mỹ vô đó. Thì lúc đó Mỹ, tàu Mỹ mà muốn lấy thực phẩm hoặc muốn là sửa chữa phải chạy xuống tận Singapore, vô cái hải cảng Chenji. Anh nhớ không? Nó phải đi qua Việt Nam, đi con đường rất xa, đi hết cái Biển Đông luôn. Thế thì bây giờ Mỹ phải tìm cái nơi nào nó khoảng giữa Biển Đông để mà tấp vào. Điều đó rất quan trọng. Và Việt Nam là cái nơi mà chúng ta nói nhiều lần, các học giả đều nói rằng là Việt Nam là vị trí tốt nhất. Đà Nẵng không những có cái hải cảng lớn mà có cái phi trường Đà Nẵng cực kỳ quan trọng. Từng là một cái phi trường lớn của miền Trung trong thời chiến tranh Việt Nam. Thấy không? Bây giờ đó, ông Philippines ông mở ngỏ đó. Thì tôi không biết nó có làm thay đổi cái cán cân, cái tầm quan trọng của Việt Nam nữa hay không, tôi không biết. Nhưng rõ ràng Việt Nam vẫn còn quan trọng với Mỹ, nhưng mà tôi e rằng không còn quan trọng như trước đây. Nhất là sau khi đại sứ Philippines cách đây 2 ngày bật đèn xanh là có thể cho tàu Mỹ vào. Vâng. Anh thấy chưa? Nếu Philippines mà không cho vào thì Việt Nam cực kỳ quan trọng. Bởi vì tới lúc mà có xung đột hoặc đánh nhau, Mỹ bắt buộc phải tìm một chỗ nào ghé vào, mà Việt Nam là chỗ lý tưởng nhất, không chỗ nào bằng. Bởi vì từ Việt Nam đi lên Đài Loan nó khá là gần, một đoạn đường đỡ cho Mỹ ghê lắm. Anh thấy chưa? Đó là những cái mà tôi thấy nó là như vậy. Thành ra trở lại vấn đề, cái chuyện ông Biden đi Việt Nam, theo tôi thấy, nó đang có trở ngại. Nhưng nó không phải là trở ngại hoàn toàn. Điều nó vẫn có thể xảy ra, và bây giờ chúng ta mới ở tháng 9. Chúng ta còn 2 tháng nữa, hơn 2 tháng nữa. Tháng 10 và có tầm khoảng giữa tháng 11, có như khoảng là hơn 2 tháng nữa. Thì nếu Việt Nam và Hoa Kỳ họ chốt được với nhau, họ giải quyết được những khác biệt mà tôi nghĩ là đang có hiện nay, thì là họ có thể, nghĩa là cái chuyến đi của ông Biden có thể thành hiện thực. Vâng. Còn nếu không thì khó lòng xảy ra. Thưa anh. Vâng, trước khi mà chia sẻ với anh với lại khán giả Nửa Vòng Trái TV những thông tin mà lần đầu tiên quý vị nghe được liên quan chuyện này đó, có thể nói là độc quyền của Nửa Vòng Trái TV những nguồn tin đặc biệt đó, thì tôi muốn hỏi anh, khi mà anh nhắc đến ông Bon Bon, anh nhớ là trước khi mà ông lên làm tổng thống đó, trong cuộc tranh cử ông đã nói là người ta thấy là ông có một cái thái độ dường như mềm mỏng với Bắc Kinh hơn là đúng cái rồi. Người tiền nhiệm. Nhưng lần này với cái phát biểu này thì phải chăng ông này rất khó đoán, theo ngôn ngữ Việt Nam là khó nhai, thưa anh? Cũng không khó đoán đâu thưa anh, nó tùy theo cái tình thế thay đổi. Anh để ý nha, khi mà ông đắc cử, ông chưa tuyên bố, ông chưa tuyên thệ thì ông bảo rằng là ông sẽ không đụng đến cái phán quyết 2016 giống như ông Duterte, và có thể là ông sẽ thân thiện với Trung Quốc hơn. Thì bên Mỹ họ lo ngại ghê lắm. Nhưng mà nó có 2 sự kiện xảy ra. Thứ nhất vấn đề Đài Loan, anh để ý đến đầu tháng 8, khi xảy ra vấn đề Đài Loan, Philippines và Việt Nam là 2 nước có thể nói là ảnh hưởng trực tiếp. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ không ngồi yên, họ quan sát từ đầu đến đuôi. Bởi vì nếu có đánh nhau, xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan Đài Loan, thì Philippines và Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng và có thể bị ảnh hưởng nữa. Ảnh hưởng không những về vấn đề quân sự, kinh tế nữa. Thành ra họ theo dõi rất kỹ. Thì tôi nghĩ đó, là sau khi thấy vấn đề Đài Loan như vậy đó, Philippines họ nhìn vấn đề khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai để ý đó, trong lúc khủng hoảng Đài Loan xảy ra, có cuộc họp giữa các ngoại trưởng khối Đông Nam Á và Mỹ với Nga với Nhật với lại Trung Quốc ở tại Phnom Penh, anh nhớ không? Căng thẳng vô cùng. Ông Ngoại trưởng Vương Nghị 2 lần bỏ ra ngoài, anh nhớ không? Thì ngay sau cuộc họp ở Phnom Penh, chính ông Ngoại trưởng Antony Blinken bay thẳng qua. Ông Blinken của Mỹ bay thẳng qua Manila và gặp ông Tổng thống Bon Bon. Khi qua đó, các anh để ý đó, ông Blinken tuyên bố liền: Mỹ tiếp tục bảo vệ Philippines và tôn trọng hiệp ước mà đã ký năm 1950. Vẫn coi là đồng minh. Anh thấy chưa? Đó, đó là những gì chúng tôi quan sát. Thì có thể là họ nói chuyện trong đó mình biết, làm cho Philippines có vẻ thay đổi một chút xíu. Đó, anh thấy chưa?
tức là chuyện Đài Loan là một, và cái chuyến đi của ông Blinken có thể là có một thỏa thuận gì đó với Bong Bong. Vậy nên nhớ Bong Bong là từng học bên Mỹ, ít nhiều có ảnh hưởng của Mỹ, thấy chưa? Và đối với người Mỹ đó, họ rất là thực tế. Cho dù bố này độc tài, lấy biết bao nhiêu tiền của Mỹ, Mỹ bị mang tiếng vô cùng là ngày xưa đế quốc này kia tùm lum la, dung dưỡng ông bố này để cho Philippines nó tan nát như thế. Đến độ dân Philippines nó ghét Mỹ luôn, đuổi Mỹ ra khỏi đất Philippines luôn. Nhưng bây giờ vấn đề Biển Đông, vấn đề Trung Quốc, Mỹ họ sẵn sàng họ bỏ quá khứ. Rồi tiếp tục nói chuyện ông này vẫn dễ hơn là nói chuyện Duterte. Anh thấy không? Ông Duterte là Mỹ không nói được. Duterte còn chửi cái Tổng thống Obama nữa cơ mà. Anh thấy không? Thành ra cho dù ở Bong Bong này như thế nào, Mỹ vẫn đối thoại được. Và qua đối thoại đó, tôi nghĩ ít nhiều nó làm ảnh hưởng tới chính sách của Philippines. Và đó là lý do tại sao mà ngày hôm qua, ông đại sứ của Philippines ở tại Mỹ bắn tiếng ở bên Mỹ là chúng tôi có thể để cho tàu vào. Và ông nhắc, ông nói luôn là vấn đề Đài Loan nha. Nói rõ là vấn đề Đài Loan nha. Chứ không phải là như trước đây nói, ồ, khi nào mấy anh cần mình vào. Nói rõ, trong vấn đề Đài Loan, nếu có xung đột, và nếu vì lợi ích khu vực, và không mất lợi ích của Philippines, Philippines sẵn sàng cho tàu Mỹ trở vào. Đó là những cái mà chúng ta ghi nhận được rồi. Nhưng mà anh có nghĩ là tin này ít nhiều là có lợi cho Hà Nội không? Bởi vì nếu điều đó xảy ra đó, Philippines đang gánh cái mà Việt Nam thay vì là cái nước mà bị Mỹ mong muốn để mà có những chuyến thăm tàu sân bay nhiều hơn trong thời gian vừa qua. Thưa anh. Thực sự thì cũng khó biết đó. Tôi nói anh nói như thế này nè. Nếu trước đây là không có vụ Philippines thì rõ ràng Việt Nam lợi thế vô cùng là Mỹ o bế Việt Nam tối đa. Mỹ vẫn nhắm vào cái hải cảng Đà Nẵng và Cam Ranh của Việt Nam. Đúng không? Lúc đó cái giá Việt Nam là có giá, có giá ghê lắm, mình thấy không? Mỹ o bế tối đa, không trừng phạt Việt Nam trong vấn đề kinh tế này, không trừng phạt Việt Nam trong vấn đề nhân quyền, tặng Việt Nam là vaccine COVID nhiều nhất này, thấy không? Lúc đó Việt Nam ngon lắm. Nhưng mà Việt Nam cũng không, vẫn không dám đi xa hơn với Mỹ, bởi vì có anh Trung Quốc kế bên. Chúng ta khẳng định cái điều đó. Việt Nam khôn khéo ở chỗ đó. Thì bây giờ ông Philippines, ông nhảy vô, tôi nghĩ nó không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng nó làm cho cái giá Việt Nam nó hơi bị giảm xuống một chút. Nhưng Mỹ vẫn cần Việt Nam, bởi vì nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Bởi vì sao? Về lâu dài đó, ngay cả Mỹ bây giờ thuyết phục được Philippines trở thành đồng minh của mình, hay hỗ trợ mình, Philippines nên nhớ là một nước dân chủ và nó vẫn không có ổn định. Hai lý do. Thứ nhất, ông Bong Bong này ông ở bao nhiêu? Cao lắm, 6 năm, 7 năm, hết nhiệm kỳ hết. Một tổng thống gác lên, không thể biết được. Hoặc nay mai có thể một người nào đã ám sát đâu. Tình hình nó khác. Điều thứ ba là gì? Dân Philippines có thể họ biểu tình, họ có thể bị ảnh hưởng một cái nhóm nào đó, một thế lực gì đó, biểu tình chống Mỹ. Anh thấy chưa? Điều đó có thể xảy ra tại Philippines không ổn định về chính trị. Vâng. Trong khi Việt Nam rất ổn định. Ở Việt Nam sẽ không có chuyện biểu tình như thế, không có chuyện thay thế người như thế. Ông này chết, ông khác lên vẫn là Đảng Cộng sản. Anh thấy chưa? Thì về lâu dài, Mỹ vẫn coi Việt Nam quan trọng. Nhưng về trước mắt, đó, cái giá Việt Nam nó hơi bị dạ hạ chút xíu bởi vì Philippines rồi. Nhưng về lâu dài, Việt Nam vẫn quan trọng với Mỹ. Mỹ có thể tin được, bảo đảm là ok, không có chuyện biểu tình nào, chống Mỹ nè. Chính sách chứ không thay đổi bao nhiêu hết. Anh thấy chưa? Nó khá là ổn định. Nếu không nó là rất ổn định. Còn Philippines vậy chứ. Mình không thể biết được. Ngày mai nó biểu tình nhớ, chuyện ám sát ông này kia. Cái chuyện là Philippines là chuyện thường. Và ám sát đã từng xảy ra với Philippines rồi. Anh thấy không? Các nước trong Đông Nam Á là nổi tiếng về các vụ ám sát lãnh tụ. Quân đội lên lật đổ chính quyền. Chuyện nó có thể xảy ra. Ở Việt Nam thì không có. Hoặc là thậm chí là hoặc là thậm chí đảng đối lập thọc gậy bánh xe đó, đó. Nó nhiều chuyện lắm, nó nhiều vấn đề là thấy nó không ổn định. Thành ra trả lời câu hỏi của anh là gì? Khi cái yếu tố Philippines nó vào, Việt Nam không còn ở cái giá đó nữa. Tôi nói ví dụ trước là Việt Nam giá trị là 10 điểm, bây giờ có thể còn 9 điểm hoặc 9 điểm rưỡi thôi. Nhưng mà vẫn quan trọng của Mỹ bởi vì nó có yếu tố ổn định. Anh thấy không? Và cái chính sách của Mỹ nó đi nó thấy nó có thể tính được. Nó không thay đổi bao nhiêu hết. Còn bây giờ anh tính với Philippines, anh có thể anh tính anh lên chiến lược đùng cái ngày mai nó khác, nó chết cha rồi, anh không thể đoán được. Cái đó là cái mình phải nói thật với nhau. Mình nhìn được, có thể một số người nghe sẽ không hài lòng, người ta bảo nói vậy là như thế nào, nhưng mà rõ ràng thế giới nó là như thế. Khi giống như người ta đầu tư hoặc là người ta tìm một nơi ổn định thì Mỹ và chính sách ngoại giao của Mỹ họ tìm những chính phủ ổn định,
cho dù chính phủ là chế độ nào không biết, bởi quyền lợi của Mỹ là trên hết. Anh thấy không? Họ làm lơ nhiều chuyện khác mà mình đã phân tích chuyện này nhiều lần rồi. Đó là câu chuyện như vậy thôi. Quay trở lại đến cái tin mà nhiều người đang rất trông mong về là có hay không cái việc mà ông Biden sẽ thăm chính thức Việt Nam đó, thì tôi có hai cái tin đặc biệt muốn chia sẻ với anh và khán giả. Tôi sẽ hỏi từng tin một để xem anh nhận định như thế nào. Thì với nhiều nguồn tin riêng của Nửa Vòng Giới TV, một trong những khúc mắc mà hồi nãy anh nhắc đến đó, nó có một cái khúc mắc là các nguồn tin này cho biết là thậm chí giờ đây đó, cái việc mà ông Blinken, ngoại trưởng của Hoa Kỳ thăm Việt Nam cũng là một chuyện đã khó rồi, chứ chưa dám hy vọng nhắc đến ông Biden. Thì khi mà tôi vặn lại tôi hỏi là vì sao nghĩ như vậy và thông tin như vậy, thì các nguồn tin này cho biết là cái việc mà đang lấn cấn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về cái tòa đại sứ của Mỹ xây ở tại mảnh đất vàng ở tại Hà Nội đó, anh nhớ không? Hiện thời hai bên đang lấn cấn về cái việc là Hoa Kỳ đang muốn đưa nhiều công nhân người Mỹ vào trong Việt Nam mà Việt Nam vẫn chưa đồng ý. Thì ở đây đó tôi đang muốn hỏi anh là cái mấu chốt đó nó có quá lớn để quyết định cho cái việc ông Lincoln đi vào Việt Nam và thậm chí là ông Biden đi thăm Việt Nam hay không? Câu chuyện đó nó có quá lớn hay không thưa anh? Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Tôi nghĩ là nó không quá lớn vì những lý do sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải nhớ cái điều là Mỹ họ xây tòa đại sứ ở đâu, bất kỳ nơi nào trên thế giới là phải là người của họ xây. Đó là vấn đề an ninh, không thể thay đổi được. Đó là quy định của nước Mỹ. Nó có những cái quy định mà anh không thể nào mà anh thay đổi được. Ví dụ tôi nói như thế này, hôm trước ông Tập Cận Bình cũng nói chuyện với ông Biden, ông bảo là Biden, ông làm sao mọi cách ông ngăn cản bà Nancy Pelosi đừng đi Đài Loan cho tôi. Ông Biden bảo không được ông ơi, tôi không có quyền với bà bởi vì chúng tôi độc lập, chúng tôi không phải như bên ông. Ông là chủ tịch nước, ông tổng bí thư đảng, ông chỉ đạo ai được, tôi không làm được chuyện đó. Thành ra anh không thể bắt được Mỹ thay đổi cái chuyện đó. Tất cả các cơ quan ngoại giao của Mỹ là họ làm rất kỹ, họ sợ bị nghe lén, họ phải là công nhân họ đưa sang nhà thầu của họ và tất cả những điều được điều tra lý lịch rất kỹ. Họ rất kỹ cái chuyện đó và cái đó không thể thay đổi được bởi nó là quy định của nước Mỹ rồi, không có ngoại lệ. Rồi bây giờ đó, chính vì như vậy Việt Nam bảo hey, anh mang công nhân qua nhiều quá nó kẹt. Nếu cái điều nói là đúng án của tôi, Việt Nam họ bị cái sĩ diện. Ủa, Việt Nam chúng tôi xây nhà mấy chục tầng còn được nữa mà anh thua gì mấy cái đồ này đồ bỏ, tại sao anh không để chúng tôi xây mà anh phải làm là mình mất mặt chúng tôi, nhất là ngay thủ đô Hà Nội nữa. Anh thấy chưa? Và anh nên nhớ vẫn còn một bộ phận người dân Hà Nội là không ưa nước Mỹ, không ưa chính quyền Mỹ bởi cái di sản chiến tranh nó vẫn còn ở đó, mặc dù nó được xóa nhiều nhưng mà vẫn còn trong ký ức người ta. Anh thấy chưa? Thì cái này làm tôi nhớ lại cái câu chuyện là hồi đó ông John Kerry, ông đòi đi vào lăng Hồ Chí Minh để coi có còn tù nhân Mỹ, phi công Mỹ bị bắt ở trong đó hay không. Thì tôi được biết là hồi đó một vị rất lớn bên quân đội là chống lại cái chuyện đó, bởi vì nên nhớ lăng Hồ Chí Minh là do quân đội quản lý. Phản đối mà. Cái này chẳng khác là anh vô bằng nhà tôi, lòi anh khám bàn thờ nhà tôi. Không được. Nhưng vì lúc đó là Việt Nam cần Mỹ, cần quan hệ ngoại giao. Bên ngoại giao và bên Bộ Chính trị đã vận động cái người đó để chấp nhận cho ông John Kerry ông đi vào. Và khi ông vào á, thì ông về ông không thấy còn ai, ông vừa thuyết phục nước Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam. Thì bây giờ trường hợp tại sứ Mỹ này nó cũng giống như vậy, thậm chí nó còn nhẹ hơn nữa. Họ có thể giải quyết được. Và lại cái này quan trọng này, chỉ những vấn đề gì mà giữa Mỹ Việt Nam mà có liên quan đến Trung Quốc thì mới khó để Việt Nam. Anh thấy không? Vấn đề này giữa Mỹ và Việt Nam only, không dính đến Trung Quốc, Việt Nam có thể giải quyết được. Ở đây nó chỉ là vấn đề sĩ diện của Việt Nam thôi. Nếu điều đó có thì Việt Nam phải giải thích. Phải giải thích. Giống như trường hợp mà ông John Kerry hồi trước vào lăng Hồ Chí Minh, để coi cái nào cái lợi cho đất nước, lợi về lâu dài, chứ không phải vì cái sĩ diện này mà làm cản trở gọi là đại cuộc. Và tôi tin là Việt Nam sẽ giải quyết được chuyện đó. Có thể trước mắt bây giờ họ bị lấn cấn được cái vài cái điểm nào đó mình không biết. Giống như chuyện hồi đó ông John Kerry đòi vào lăng Hồ Chí Minh là cũng đâu phải giải quyết được một sớm một chiều đâu.
anh theo. Cũng là ông ấy cơ thạch phải đi tới đi lui, nghĩa là vận động là dữ dội lắm, nghĩa là cũng mấy, nghĩa là đủ thứ. Một nhóm cựu chiến binh này, hồi đó trong nước họ đâu có chịu cái chuyện đó. Và bây giờ tôi nói anh là vẫn có một bộ phận họ không ưa nước Mỹ. Thành ra Việt Nam phải giải quyết chuyện này, và chuyện này chỉ có giữa Việt Nam và Mỹ và thôi, không có đến cái người thứ ba, không có quốc gia thứ ba. Thành giải quyết dễ. Tôi nói anh ví dụ như tàu sân bay vào Đà Nẵng, Việt Nam có thể bảo no, không cho anh vào. Bởi vì mình hiểu là nó có yếu tố Trung Quốc. Thấy chưa? Có cái chuyện là xây một tòa đại sứ, nó không phải là chuyện lớn lao đến độ mà liên quan nước thứ ba. Việt Nam sẽ không để những chuyện này nó cản trở đại cuộc. Bởi vì cái chuyện mà ông Tổng thống Mỹ đi thăm Việt Nam, nó cực kỳ quan trọng. Nó đẩy cái hình ảnh Việt Nam lên. Và hôm trước tôi nói với anh, nó sẽ lập kỷ lục là 5 đời ông Tổng thống, 1, 2, 3, 4 đời ông Tổng thống chứ. 4 đời Tổng thống liên tục của Mỹ, từ ông Clinton, ông Bush con, cho tới ông Donald Trump. 5 người. 5 người. 5 người. Ai nữa mà 5 người ta? Ông Bill Clinton, ông Obama. À, Obama, đúng, đúng. Bush con, tất cả. Vâng. Đúng rồi, Obama. 5 Tổng thống liên tục đi vào thăm Việt Nam. Tôi nói thật với anh, nếu điều đó xảy ra là điểm đặc biệt chưa từng có ở Đông Nam Á. Thấy không? Điểm thứ hai nữa là ở đây nó có chuyện. Nếu Biden đi vào Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng có thể cũng sẽ đi vào lịch sử lắm. Tổng bí thư nhất là tiếp 3 đời tổng thống liên tục. Vâng. Và tôi nghĩ là ông Trọng cũng muốn điều đó. Chắc chắn nó đi vào lịch sử. Có thể báo chí trong nước họ không nhắc tới chuyện đó, nhưng mà đó là sự kiện lịch sử. Và nó còn nhiều cái chuyện khác nữa. Thành ra trả lời lại câu hỏi của anh đó, tôi nghĩ là nếu có lấn cấn chuyện đó, họ sẽ phải giải quyết cho xong. Và Việt Nam sẽ phải giải thích với những cái gì mà họ còn lấn cấn, để thấy rằng là gì? À, mình không thể thay đổi người Mỹ được trong chuyện này. Cũng giống như Mỹ mà quan hệ Việt Nam, có những chuyện Mỹ không thể nào bắt buộc Việt Nam làm được. Ví dụ trong vấn đề nhân quyền, trước đây Mỹ ép Việt Nam liên tục ép, nhưng bây giờ Mỹ họ biết rồi. Có những cái Việt Nam họ không có thể nào mà gọi là tương nhượng được. Nó gọi là giống như tôi với anh, tôi cho anh cái ví dụ đi nha. Tôi có thể mời anh đi ăn bất kỳ nhà hàng nào anh cũng đi được, nhưng mà có cái nhà hàng là anh không thể nào anh bảo. Anh bảo tôi ghét nhà hàng đó lắm. Bây giờ anh có cho tôi 1 triệu tôi không vào, bây giờ tôi không thể bắt anh vào được, bởi đó là cái điều anh cấm kỵ, đúng không? Thì tôi không thể bắt anh tương nhượng trong chuyện được. Anh có nói với tôi này, anh Dũng, anh dẫn tôi đi cái nhà hàng nào cũng được, làm ơn anh kêu vô cái nhà hàng tôi không đi, dứt khoát là còn không là tôi nghỉ chơi anh nha. Không lẽ tôi ép anh chuyện đó? Thì trong quan hệ song phương nó cũng có những yếu tố đó từ này. Trước khi mà tôi hỏi anh những điều anh vừa nói đó, thì sẵn đây chia sẻ luôn cái thông tin thứ hai, rất thậm chí là chắc chắn nhiều người còn bất ngờ hơn so với cái thông tin mà hồi nãy tôi vừa chia sẻ đó. Thì với, cũng với những nguồn tin riêng, những kênh riêng của Nửa Vòng Trái TV có được, thì trong giai đoạn này đặc biệt đó là cái tin mà Việt Nam đang âm thầm một mặt là vận động ông Biden thăm Việt Nam, nhưng ở chiều ngược lại cũng đang có một cái sự vận động hành lang để cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ. Thì ở đây tôi đang muốn hỏi anh, khi anh nghe đến chuyện này, anh nghĩ gì? Tại sao lại nó có một cái chiều ngược lại như vậy? Phải chăng là Việt Nam biết được, theo như tôi nói đó, cho dễ hiểu đó, là cái kèo mà ông Biden đi thăm Việt Nam giờ đây chỉ còn 50-50 hay sao thưa anh? Cũng không biết được. Thực sự ra tôi không nghĩ là 50-50, tức là hai bên vẫn đang làm việc để ông Biden đi Việt Nam. Có cái chuyện Việt Nam vẫn đang vận động để ông Chủ tịch nước bây giờ là ông Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ. Cái điều đó cũng là cái điều nên làm. Là bởi vì sao thưa anh? Anh tính đi. Nếu tôi nhớ không lầm là kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ xảy ra, nhất là từ khi cái chuyến đi đầu tiên của ông Phan Văn Khải vào năm 2005, thì nó gần như là các lãnh đạo Việt Nam đi qua Mỹ khá là thường xuyên. Khá là thường xuyên. Anh thấy không? Và cái đó nó xứng với tầm quan hệ giữa hai nước. Nhưng mà anh để ý đi, bây giờ đi thăm chính thức á, mà nó cái chuyến gần đây nhất á, cuối cùng nhất là của Việt Nam đi Mỹ là ai? Anh nhớ không? Anh nhớ không? À, anh nói là đi qua Mỹ hả? Qua Mỹ đó. Là ông Nguyễn Xuân Phúc. Đúng rồi. Sau khi là ông Trump nhậm chức. Cuối cùng năm 2017. Anh thấy không? Vâng.
Bây giờ đã năm 2022, 5 năm rồi, chưa có một tứ trụ nào của Việt Nam đi qua Mỹ. Cái đó nó cũng khập khiễng chứ phải không? Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Nó cũng khập khiễng. Bởi Việt Nam nói, ô, tôi với anh đối tác toàn diện, mình làm qua lại như vậy cũng phải quá. Và anh để ý nha, khi mà ông Nguyễn Anh Dũng, ông mà đại sứ Việt Nam hiện nay ở Mỹ là Nguyễn Anh Dũng đúng không? Nguyễn Quốc Dũng. Khi mà ông sắp sửa qua nhận nhiệm sở thì chính ông Daniel Kittenbrink và ông Kirk Campbell đã nói chuyện qua điện thoại với ông, đúng không? Rồi trước khi ông Hà Kim Ngọc đi về Việt Nam thì ông Daniel, ông Mark Knapper rồi các ông cũng đến gặp gỡ. Và anh để ý đi, khi mà Mỹ kêu gọi Việt Nam nâng tầm quan hệ chiến lược thì Việt Nam vẫn luôn luôn nói là gì? Chúng ta mở rộng cái quan hệ toàn diện đi. Và tôi nhớ lời Nguyễn Quốc Dũng nói là gì? Gia tăng các chuyến thăm cao cấp. Anh thấy không? Anh nhớ chuyện đâu? Vâng. Thì thưa anh, chúng ta không lên chiến lược được thì chúng ta cứ gia tăng các chuyến thăm cao cấp. Và vừa rồi chính đi tháng 5 rồi, đâu phải chuyến thăm chính thức. Có đúng không? Đó là cái điều Việt Nam cũng muốn làm. Và Việt Nam cũng bắt Mỹ phải tôn trọng cái đó, để rồi từ từ có thể lên chiến lược. Tức là gì? Giống như trước, anh có nhớ một lần anh hỏi tôi bảo giống như Việt Nam thì đang bay thai, đang câu giờ để coi cái tình hình như thế nào. Thì trong lúc đó là mình không phát triển chiều sâu, phát triển chiều ngang. Thì trong phát triển chiều ngang, ông Nguyễn Quốc Dũng có nói là gia tăng các chuyến thăm cao cấp. Thì đó là cái mục tiêu Việt Nam muốn. Thế giờ, để phải có một người trong tứ trụ Việt Nam đi qua Mỹ, nó mới nâng cái tầm của Việt Nam lên và nâng cái tầm quan hệ nó lên và nó mở rộng quan hệ nó ra, để rồi nó thăm dò như là bắt đầu nó đi lên nữa. Thì tôi nghĩ cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Đó. Và Mỹ chắc chắn cũng biết cái điều đó. Việt Nam đang vận động chuyện đó và hai bên đang trao đổi với nhau. Và tất nhiên hai bên đều muốn cái điều là gì? Ông Biden đi Việt Nam, ông Phúc đi Mỹ thì nó quá đẹp. Anh nhớ không? Cái đó thì quá đẹp. Nhưng mà không biết cái nào đi trước, nào đi sau. Nhưng mà đại khái bên nào cũng muốn có cái của mình. Mỹ cũng muốn là đi Việt Nam nhưng đi phải có cái gì, chứ không phải đi tay không. Mà cái thì anh biết là đó, Mỹ muốn là Việt Nam nâng tầm quan hệ lên chiến lược, mà hiện nay Việt Nam chưa sẵn sàng ở đó. Thì phải có một cái gì khác. Về phía Việt Nam thì bây giờ, nếu anh nói là anh coi cái quan hệ toàn diện tôi quan trọng, anh muốn gia tăng cái chuyện đã mở rộng đó, thì anh phải thể hiện. Thấy chưa? Thì phải đón một người trong tứ trụ. Mà người đó hiện nay cao nhất bây giờ là ông Trọng, sức khỏe không đi được là ông Phúc. Anh tính đi, ông Phúc đi năm 2017, cho đến giờ 5 năm rồi, hơn 5 năm rồi. Tôi nhớ ông đi là vào khoảng tháng 5, 2017 ấy, nhớ không? Vâng. Lúc ông Trump vừa nhậm chức, và ông lúc đó là lãnh tụ Đông Nam Á đầu tiên đi vào Nhà Trắng. Vâng, trong khi lần này lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á là ông Lý Hiển Long. Ông Lý Hiển Long, đó, chứ. Là coi như là Việt Nam đã bị mất cái spot đó rồi. Vâng. Đúng, nhưng mà anh thấy một thời gian hơn 5 năm, khá là dài. Anh thấy chưa? Trong một cái gọi có thể là mình có thể gọi là một nhiệm kỳ Đại hội Đảng Việt Nam. 5 năm mà không ai đi qua thăm, đó là có vấn đề. Đó, không trả lời của tôi là vậy. Sẵn đây nhiều khán giả không hiểu đó, họ bình luận ở phía dưới, họ nói rằng là ông Phạm Minh Chính mới đi qua Mỹ, cái đó không phải là thăm chính thức. Không, đó chỉ là ông đi dự cái sự kiện thượng đỉnh Mỹ ASEAN với cùng các lãnh đạo Đông Nam Á khác, chứ không phải một mình ông đi thăm. Thăm chính thức là thăm cấp nhà nước. Cấp nhà nước và vào hồ sơ đàm. Và phải là một mình ông, phái đoàn Việt Nam. Vâng. Chứ không, đây là một cái sự kiện khác. Ông Phạm Minh Chính là dự thượng đỉnh Mỹ ASEAN, không phải là một chuyến thăm cấp nhà nước. Nhưng mà sẵn câu chuyện này đó, nãy giờ anh nói hoàn toàn có lý hết. Nhưng mà rõ ràng đó, như anh nói, Việt Nam muốn tất cả như cái kiểu mà dân Việt Nam thường nói, là anh vừa muốn được ăn, được nói, được gói mang về, là gặp ông Tổng thống Mỹ, nâng cái hình ảnh Việt Nam lên. Và quan hệ Việt-Mỹ nó giúp cho nhiều cái kinh tế Việt Nam nữa, các nhà đầu tư nhìn thấy hình ảnh đó, tin tưởng đầu tư vào Việt Nam. Nhưng ngược lại đó, ở cái chiều ngược lại đó, liệu anh có làm được những điều mà ít nhất Mỹ muốn mời, nhưng anh làm được 3, được 4, được 5 hay không thưa anh? Nhưng mà trong thời điểm hiện tại đó, dường như chúng ta thấy là Việt Nam chưa làm được gì cả. Thì câu hỏi ngược lại người ta đặt ra là, như vậy Tổng thống Mỹ đến Việt Nam để làm gì? Chả lẽ đến chỉ để bắt tay chào xã giao thôi hay sao? Không, thì như tôi nói với anh, họ đến phải có gì đó, mà cái mục tiêu lớn nhất của họ mà họ không giấu giếm đó là đối tác chiến lược.
Thì bây giờ cái đó mình thấy nó chưa có thể xong được. Thì như tôi nói nãy, ví dụ có tòa đại sứ, đó cũng là một cái. Bây giờ ví dụ tôi đến không đối tác là thì ít nhất tôi đến đoạt vị đá đầu tiên là tòa đại sứ. Nó không mạnh nhưng mà ít nhất nó mang tính biểu tượng, nó cũng làm cái gì đó ý nghĩa, đúng không? Hoặc là có những vấn đề khác nữa, chẳng hạn buôn bán vũ khí. Anh thấy không? Hôm trước tôi đã nói về cái chuyện mà trong tháng 9 này sẽ có hai người đứng đầu bên, hai tướng của quốc phòng đi qua bên Israel. Anh thấy không? Mua vũ khí trị giá cả 500 triệu đô la. Và có thể sau đó sẽ mua thêm nữa. Và nên nhớ tuần này bà Bonnie Jenkins, phụ tá ngoại trưởng đặc trách vũ khí đến Việt Nam. Thì thưa anh, không phải họ đi khơi khơi, nó phải có vấn đề đó. Có thể là trong tương lai, bây giờ với cái tình hình mà Ukraine, với tình hình Đài Loan, và anh đừng quên là Việt Nam đã có, hôm nọ tôi với anh có nói là gì, hội nghị quân ủy trung ương, đúng không? Đúng không? Vâng. Rất là đầy đủ, tất cả các tướng lãnh này kia và ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Và đã đưa cái chuyện mà Việt Nam lên là công nghiệp quốc phòng. Anh thấy không? Để bảo vệ đất nước. Thì không loại trừ cái chuyện là có thể trong những ngày tới, Mỹ có thể chuyển giao kỹ thuật, hoặc làm một cái gì đó về vũ khí cho Việt Nam. Anh không, chúng ta không thể biết được. Đúng không? Đó là cách họ đi như thế. Thì đó cũng có thể là cái đường hướng mà Mỹ đang đi. Ví dụ như này, ông John Kerry bây giờ đang ở Việt Nam. Ngày hôm qua khi ông gặp Phạm Minh Chính, ông Phạm Minh Chính và ông gặp cả ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, ông nói rõ là bên Công an đang nhờ bên Mỹ giúp đỡ để mà dùng vấn đề an ninh, ngăn chặn vấn đề hủy hoại môi trường, yêu cầu Mỹ giúp đỡ về phương tiện và về kỹ thuật. Rồi ông John Kerry cũng nói với giới chức Việt Nam là bây giờ khi ông đến Bến Tre, ông bảo đó, mấy anh mà muốn là cải tạo môi trường, chúng tôi sẵn sàng đổ hàng tỷ đô la vô. Nhưng các anh phải cho các công ty vào làm ăn, và phải có cạnh tranh, và phải có đấu thầu này cái đàng hoàng. Và họ phải thấy là họ có lời. Đó, anh thấy chưa? Thì bây giờ nó đang đi theo hướng đó, mà tôi nghĩ là có thể trong tương lai đó. Đây là bước thăm dò. Có thể Việt Nam chưa lên tầm chiến lược, nhưng mà đang yêu cầu Mỹ là anh thể hiện tôi đi. Thì Mỹ đang, họ đang kiên nhẫn, có thể là họ sẽ giúp Việt Nam chuyển giao kỹ thuật để bảo vệ môi trường, chuyển giao kỹ thuật về vũ khí để Việt Nam tự vệ. Từ cái kỹ thuật đó Việt Nam có thể phát triển thành kỹ nghệ quốc phòng, rồi từ từ lên chiến lược. Đó có thể là đường đi đó. Thành ra cái chuyến đi trong những ngày tới đây của bà Bonnie Jenkins là tôi rất để ý. Một phụ tá ngoại trưởng đặc trách về vũ khí đi đến Việt Nam mà gặp các giới chức quốc phòng của Việt Nam. Đó là Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cho biết như thế. Thì thưa anh, đó là cái nhìn của tôi. Có thể đó là cái hướng đi mới của Việt Nam và Mỹ. Bởi vì nên nhớ đó là về ngoại giao đó, hai nước bây giờ là họ đã nhìn nhận với nhau rồi. Ông Kerry và cả ông Phạm Minh Chính ngày hôm qua họ nói chuyện là họ tiếp tục gia tăng quan hệ này, không có gì cản nổi hết. Và ông Mark Knapper đã từng nói, và ông Daniel Kittenbrink đã nói là nó không có giới hạn, nó không bầu trời. Thấy không? Thế thì bây giờ trong cái quan hệ hai bên mà họ trở ngại ở chỗ nào, họ sẽ phải tìm một cách nào đó để họ lạch, để họ đi, để làm sao hai bên tìm được cái điểm chung. Thì tôi nghĩ cái hướng đó là cái hướng họ đang tìm điểm chung, chứ không nhất thiết phải bám một chỗ. Và người Mỹ họ cũng rất là thực tế. Bây giờ cứ ép ép Việt Nam chiến lược hoài không được đó, thì phải đi một cái đường khác mà Việt Nam họ cảm thấy thoải mái. Chứ anh ép tôi vào cái đường, giống như tôi cho anh cái ví dụ cái nhà hàng đó. Anh tức cái ép anh vào cái nhà hàng, anh không muốn làm thì em vào làm cái gì? À, tôi có thể đi tìm cái nhà hàng đó, bảo cái nhà hàng này tôi biết anh không ưa lắm này, nhưng mà hình như anh không ghét bằng nhà hàng kia đúng không? Hà ba mình vô nhà hàng nào được không? Bảo tôi cũng chẳng ưa nhà hàng đâu, nhưng mà nhà hàng này nó ok với tôi. À, tôi có thể vô được, còn cái nhà hàng tôi dứt khoát là không vô. Đó, ngoại giao họ đi theo kiểu đó. Đó là cách tôi nhìn như vậy thôi.